hòa Casper Inverter tiết kiệm điện chuẩn 5 sao, bảo hành máy nén 12 năm, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Vào thời điểm hiện tại, sau 12 vòng đấu, BKMX Bình Dương vẫn chưa tìm được niềm vui chiến thắng. Và rõ ràng, đây là một giai đoạn cực kỳ khó khăn dành cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Ở trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay để chuẩn bị cho Naivos V-League 1 2023, Bình Dương nằm trong top những đội bóng được nhận định là các ứng cử viên vô địch. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì họ đang trình diễn một bộ mặt rất kém thuyết phục. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình ra quân của đội chủ nhà BKMX Bình Dương. Đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức ngày hôm nay ra quân với thủ thành mang áo số 1 là Nguyễn Sơn Hải. Các cầu thủ bao gồm có số 7 Thanh Long, số 9 Rimario, số 16 Việt Cường, số 16, số 17 Tống Anh Tỷ, số 20 Tuấn Cảnh, số 22 Tiến Lên đội trưởng, số 28 là Tân Bình Olsen, số 34 Lê Quang Hùng, số 39 Trần Trung Hiếu và số 95 cũng là Tân Bình Cautius Vinicius. Trong khi đó thì với thế sân Nam Định, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ ra quân với thủ thành mang áo số 26 Nguyên Mạnh, số 2 Viết Tú, số 3 Dương Thanh Hào đội trưởng, số 6 Đức Huy, số 7 Hồng Duy, số 10 Henrio, số 11 Douglas Coutinho, số 15 Hữu Tuấn, số 27 Trần Ngọc Sơn, số 88 Tô Văn Vũ và số 95 là Andre Lewis. Và trận đấu của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Tất cả các trận đấu của vòng cuối giai đoạn 1 Naivos V-League 1 2023 đều sẽ diễn ra cùng giờ. Đây là Tô Văn Vũ. Quả tạt vào chân trái. Đánh đó, bóng rơi vào xa ngang. Chưa có bàn thắng. Và Viết Tú là người đã lập công để đưa đội khách thép xanh Nam Định vượt lên dẫn trước đội chủ nhà BKMX Bình Dương. Pha bóng xuất phát từ Tô Văn Vũ với một quả treo. Có điểm rơi cực kỳ chính xác. Quyết Phú là người đã không có sự may mắn, nhưng sau đó Ngọc Sơn là người đã sút tung lưới đội chủ nhà. Bây giờ thì người đang đứng trước quả đá phạt này đó chính là Hendrio. Đánh đầu. Tiếp tục là một cơ hội và rõ ràng là chúng ta cần phải đặt một câu hỏi là hàng thủ của BKMX Bình Dương đã làm những gì với những pha bóng mà họ để thua. Hiệu số đối đầu tốt hơn trong lịch sử trước Nam Định, nhưng ở trong pha bóng này, hàng thủ thi đấu thiếu quyết đoán đã không thể giúp họ bảo vệ được khung thành với hai pha dứt điểm liên tiếp của Andrea Lewis. Cơ hội dành cho Nguyễn Tiến Linh. Rất đáng tiếc dành cho Tiến Linh. Ở trong những khoảnh khắc cuối cùng và bước chạy cuối cùng thì Tiến Linh đã bị trượt chân. Tiền đạo đang chơi bóng ở bên trong vòng cấm, rất thích những mẫu cầu thủ chạy cánh giống như là Tô Văn Vũ. Chúng ta vừa được theo dõi lại cơ hội mà hàng phòng ngự của thép xanh Nam Định đã bất ngờ dâng tặng cho Nguyễn Tiến Linh. Đáng tiếc là trong những bước chạy cuối cùng thì Tiến Linh đã bị trượt chân. Tiếp tục là quả đá phạt của nhà trưởng Henrio. Tô Văn Vũ thêm một quả tạt vào chân trái xa vào cột 2, rất nguy hiểm. Một pha bóng thoát tim dành cho các cầu thủ viên của đội chủ nhà. Rất may là trong tình huống vừa rồi thì tiếng còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã cất lên. Đó là một tình huống mà Sơn Hải đã có một pha tranh chấp với Douglas Coutinho. Henrio vẫn là người thực hiện quả đá phạt cố định này. Đá bóng chưa dứt khoát. 3-0 và Tô Văn Vũ là người đã ghi bàn. Tất nhiên là anh không thể có những cảm xúc vỡ òa được. Với cách chơi của BKMX Bình Dương, huấn luyện viên Lê Hồng Đức cũng lắc đầu ngao ngán. Một tình huống mà không ai tạo ra áp lực với Sơn Hải. Nhưng pha đá bóng của thủ thành này đi đúng vào vị trí đợi sẵn của Tô Văn Vũ. Hàng thủ thật sự có vấn đề, đặc biệt là các pha bóng bổng với BKMX Bình Dương. 2/3 thời gian của hiệp đấu đầu tiên mới trôi qua thôi thì Nam Định đã nã vào lưới của Bình Dương 3 bàn.
Như vậy là sẽ có một quả đá penalty dành cho đội chủ nhà. Tiếng còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã cất lên và ngay lập tức thì Ri Mario đã cầm lấy quả bóng. Đã có một tình huống tác động từ phía sau của số 15. Ri Mario! Quả đá penalty rất căng của Jesus Bao số 9, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Quả đá penalty rất căng. Thêm một cơ hội nữa dành cho Thép Xanh Nam Định. Tô Văn Vũ không được, Tô Văn Vũ đã hơi đồng đội. Đúng là hàng thủ của BKMX Bình Dương ngày hôm nay thật sự có quá nhiều những vấn đề. Các pha xuống bóng như chỗ không người của đội bóng áo trắng. Tuấn Cảnh, Tống Anh Tỷ vẫn tiếp tục là Tuấn Cảnh, cú đá từ xa, bóng bị vọt xa với khung thành của Nguyên Mạnh. Douglas Coutinho phản công dành cho đội bóng áo trắng, sức càng lướt trên cả tuyệt vời. Douglas Coutinho. Tỷ số sau 45 phút hiệp 1 đang là 3-1 nghiêng về cho Nam Định. Ngay lập tức là một quả đá phạt ngay đầu hiệp 2 gần với khu vực 16m50, khung thành của BKMX Bình Dương với người phạm lỗi là Cautius Vinicius. Ngày hôm nay thật sự rất khó để có thể khen được những tình huống phòng ngự của BKMX Bình Dương. Họ chơi thiếu quyết đoán và thiếu độ chính xác ở trong những tình huống cản phá. Henrio không được. Henrio đã không thể vượt qua được Tuấn Cảnh. Đây là Henrio phá bẫy việt vị thành công, mở ra cơ hội dành cho đội bóng áo trắng. Robson sút tiếp. Pha xử lý của Tô Văn Vũ rất bình tĩnh. Xoay có pha. Người cướp bóng là Lê Quang Hùng. Tô Văn Vũ cơ hội để bắt. Bóng vẫn còn. Đó là hai pha cứu thua xuất sắc đến từ thủ thành bên phía BKMX Bình Dương. Liên tiếp là những sóng gió mà đội bóng Thành Nam tạo ra về phía đội bóng đất thủ. Và bây giờ bóng tới chân của Nguyễn Tiến Linh. Đã qua được Dương Thanh Hầu. Nicolas Rosen. Bóng đập vào người của Hồng Duy. Rosen, Ri Mario. Bóng đã trôi qua mỗi giày của Ri Mario, thật sự đáng tiếc. Sức rướn tuyệt vời, nhưng nó vẫn nảy cao hơn một chút so với tình huống lao vào của chân sút người Jamaica. Ri Mario không chế bóng rất gọn gàng. Ri Mario truyền ra cho Osen. Tiến lên. Rất đáng tiếc. Cú lắc đầu đã đưa quả bóng đi vọt xa. Rất đáng tiếc. Đây là một tình huống dàn xếp tương đối ấn tượng đến từ đội chủ nhà. Douglas Coutinho không chế bước một rất ngoan. Coutinho không vào. Nỗ lực của chân sút mặc áo số 11 vẫn mang lại cho đội nhà một quả đá phạt góc. Vẫn là Henrio. Nguy hiểm. Một tình huống sút thẳng về phía cầu môn của BKMX Bình Dương và Minh Thành đã phải rất cảnh giác với pha bóng vừa rồi. Bóng đi rất xoáy vào bên trong. Đường truyền rất khéo léo dành cho Viết Tú. Henrio bên phải đang đất thuận. Tô Văn Vũ bình tĩnh chân trái không vào. BKMX Bình Dương bắt buộc phải dâng cao đội hình và khoảng trống là quá mênh mông ở trong pha bóng này. Thanh Long đã cứu một bàn thua 10-10.
một cú ngoặt trôi cả hai cầu thủ BKM Bình Dương. Nhưng trong tình huống lùi về với tốc độ rất tốt thì Thanh Long đã kịp cản phá. Đức Huy hơi chần chừ, tiến lên, không vào. Nguyên Mạnh là một chút chặn, phải nói là các cổ động viên đội hình của BKM Bình Dương vào thời điểm hiện tại. Anh sinh năm 2003, đánh đâu. Tiếp tục là một pha bóng bay người nỗ lực của Rimario. Tỷ số vẫn đang là 3-1 nghiêng về cho Thép Xanh Nam Định. Cơ hội Rimario. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho đội chủ nhà. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Rimario đã rất quyết đoán, cống hiến tới những giây phút cuối cùng của trận đấu. Ở trên cá nhân anh cũng đã có được cú đúp. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của Hoàng Ngọc Hà cũng đã cất lên. Chiến thắng chung cuộc dành cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định với tỷ số là 3-2. Chiến thắng này giúp cho đội bóng Thép Xanh Nam Định đủ vị trí nằm trong top 8 và đua tranh vô địch. Trong khi đó BKM Bình Dương sẽ nằm trong top 6 để đua tranh trụ hạng. Quý vị các bạn thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định cùng với đội chủ nhà BKM Bình Dương của FPT Play cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi bình luận tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.